Sự kiện nổi bật trong giới công nghệ tuần này chắc chắn phải kể đến triển lãm di động thế giới MWC 2014. Tại đây thì các hãng Samsung, Nokia và Sony đã lần lượt tung ra những con ác chủ bài của mình trong thời gian tới. Samsung thì gây sốt với S5, Nokia thu hút sự chú ý với hai smartphone chạy Android và Sony trình làng siêu phẩm Z2 đang rất được chờ đợi. quý vị đến hẹn lại lên triển lãm công nghệ di động MWC luôn là sự kiện được rất nhiều người chờ đợi và năm nay MWC 2014 diễn ra tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha và ngay từ những phút đầu tiên mọi người đã rất hào hứng chờ đợi sự xuất hiện của các hãng di động lớn không gây thất vọng cho các tín đồ công nghệ hãng Samsung đã ra mắt chiếc smartphone Galaxy S5 đi kèm với hai mẫu smartwatch là Gear 2 và Gear Fit trên màn hình của quý vị bây giờ là chiếc Galaxy S5, so với S4 thì kích thước của S5 to hơn, nhiều màn hình chỉ rộng hơn có 0,1 inch. S5 có cảm biến vân tay ngay tại nút home, được trang bị vỏ chống nước, có thêm màu vàng và màu xanh bên cạnh hai màu đen trắng quen thuộc của dòng Galaxy. Thưa quý vị, ngoài ra Samsung rất tự hào giới thiệu S5 là smartphone đầu tiên có khả năng theo dõi nhịp tim. Và nếu mà nói về tính năng chụp ảnh thì S5 đã được Samsung nâng cấp camera lên thành 16 chấm, có khả năng quay video 4K với tốc độ lấy nét cực nhanh. Và cũng như những lần trước, Samsung không ra mắt S5 một mình, mà đi kèm theo đó là hai mẫu đồng hồ thông minh Gear 2 và Gear Fit. Gear 2 ra mắt trước sự kiện MWC 2014 một ngày. Gear 2 chạy hệ điều hành Tizen chứ không phải là Android như là Galaxy Gear. Ngoài những tính năng kết nối với smartphone, tablet như những dòng smartwatch khác, thì Gear 2 đặc biệt có cảm biến đo nhịp tim giống như là S5. Xuất hiện bên cạnh chiếc Gear 2 là chiếc Gear Fit, một phiên bản thu nhỏ của smartwatch. Nó vẫn có thể nhận được thông báo từ các thiết bị di động nhưng lại thiên về một thiết bị thông minh để theo dõi sức khỏe hơn. Điểm đặc biệt của nó là màn hình cong với màu sắc sinh động và góc nhìn rất rộng. Thưa quý vị, theo phía Samsung thì bộ ba sản phẩm này sẽ được bán ra vào ngày 3 tháng 4 tới và bán trên gần 150 quốc gia. Không kém cạnh Samsung thì Nokia cũng xuất hiện trong MWC 2014 với những sản phẩm mới nhất của mình. Bên cạnh các mẫu Lumia, Asa, sản phẩm được chờ đợi nhất chính là ba chiếc Nokia chạy Android, Nokia X, Nokia X+, và Nokia XL. Mặc dù sử dụng Android nhưng cả ba smartphone kể trên đều không sử dụng các dịch vụ của Google như là chợ ứng dụng Google Play, Google Maps hay là Gmail mà thay vào đó Nokia X sẽ chạy các dịch vụ thay thế của Microsoft như là dịch vụ Mail, Outlook, Skype và các dịch vụ lưu trữ như là OneDrive tức là SkyDrive lúc trước. Các thiết bị này có kho ứng dụng riêng và có thể chạy các ứng dụng Android khác bằng file APK. Các sản phẩm này có hai màn hình home, một là dạng tiles như trên Windows Phone và một là dạng Flashland giống như là các dòng máy Ansa. Nokia X và Nokia X+ đều có màn hình 4 inch nhưng ở phiên bản X+ thì có bộ nhớ nhiều hơn. Còn Nokia XL thì có màn hình lớn hơn một tí xíu 5 inch, camera 5 chấm và có khả năng lấy nét tự động và tích hợp cả đèn flash. Cả ba điện thoại Nokia chạy Android đều thuộc dòng smartphone giá rẻ, giá chỉ từ 89 euro tới 106 euro, tương đương khoảng 2 triệu 500 ngàn đồng tới khoảng 3 triệu 100 ngàn đồng. Thưa quý vị, với mức giá này, dòng Nokia chạy Android chắc chắn sẽ rất hấp dẫn với những đối tượng nào có thu nhập hạn chế. Tuy nhiên, Nokia dường như lại đang tự cạnh tranh với chính mình, bởi vì dòng Windows Phone Lumia cũng đang đánh vào thế mạnh giá rẻ. Đã có nhiều người tự hỏi, liệu khi Microsoft hoàn thành thương vụ mua lại mã di động của Nokia, liệu dòng Nokia chạy Android này có bị khai tử để tập trung đẩy mạnh dòng Windows Phone hay không? Nhưng câu trả lời cần phải có thời gian mới biết được. Còn bây giờ, trước khi Kết thúc chuyên mục, hãy đến với sản phẩm nổi bật tiếp theo được đại gia công nghệ Nhật Bản Sony ra mắt. Đó chính là dòng smartphone siêu sang Xperia Z2, phiên bản nâng cấp của Xperia Z1. Nhắm vào đối tượng người dùng cao cấp, Xperia Z2 giữ nguyên thiết kế vuông vắn cùng bộ khung nhôm và mặt kính quen thuộc của Z1. Điểm khác biệt chỉ là những chi tiết nhỏ dọc theo thân máy và cấu hình có phần vượt trội hơn mà thôi. Xperia Z2 chạy Android 4.4 KitKat, Chiếc xử lý Qualcomm Snapdragon 800 loại tứ 2,26 GHz, camera của máy đến 20,7 chấm, cảm ứng CMOS và có thể quay phim độ phân giải 4K. Thưa quý vị, dự kiến thì Xperia Z2 sẽ được bán ra thị trường vào tháng tới cùng với dòng tablet 10 inch Xperia Tablet Z2 vốn được Sony quảng bá là máy tính bạn chống nước mỏng và nhẹ nhất trên thế giới.